Quý vị, trong một buổi sáng đẹp trời như thế này, không gì tuyệt vời hơn chúng ta thưởng thức một ly cà phê và ngồi nói chuyện với nhau. Và điều đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về những bộ phim mà chúng ta sẽ sắp xem hoặc là những bộ phim mà chúng ta yêu thích. Và ngày hôm nay thì rất đặc biệt, Nguyên Khang lại được gặp gỡ và trao đổi với lại một trai đẹp và một gái xinh ở đây để trò chuyện về một bộ phim mà họ dự định giới thiệu đến quý vị trong thời gian rất gần. Đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên điện ảnh Kim Lý. Và người còn lại đó chính là cô gái xinh đẹp Chibu. Chibu và Kim Lý xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Chúng tôi đã có dịp gặp anh nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngồi nói chuyện với anh. Với vai trò anh là nhà sản xuất của bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn, đây thực sự là một thách thức với anh đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi tham gia với vai trò nhà sản xuất phim. Đó thực sự là một thử thách rất lớn, rất nhiều việc phải làm. Và công việc làm phim đòi hỏi nỗ lực của cả một ekip. Và bạn biết đấy, khi mọi người làm việc cùng nhau và hy vọng là có một đội tốt thì điều đó thật tuyệt vời. Harry, tôi là vệ sĩ của anh. Tôi không cần bảo mẫu. Đây là Henry, cậu ấy sẽ về Việt Nam để dự đám tang của cha. Là chủ tịch hội đồng quản trị của Lenny, công ty sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bầu ra chủ tịch mới. Nếu Henry không tới được buổi họp, cậu ấy sẽ mất trắng công ty. Cậu sẽ quay trở lại tiếp quản công ty. Có một điều khiến tôi tò mò là tại sao anh lại mời Chibu làm diễn viên chính của bộ phim? Bởi vì cô ấy có một lượng fan rất đông đảo, hay cô ấy từng là diễn viên chính của rất nhiều bộ phim trước đó? She also the actress with many films or another reason that you like her. Chibu đã từng đóng phim Hương Ga trước đó và diễn xuất của cô ấy trong phim đó rất là tuyệt. Mặc dù đó không phải là một vai lớn nhưng bạn có thể thấy những tính cách khác nhau của cô ấy và khả năng của cô ấy. Cái tôi cần là một diễn viên thực sự chứ không phải một gương mặt đẹp hay một thân hình như người mẫu. Không phải chỉ tôi chọn Chibu mà cả đạo diễn phim cũng chọn. Và tôi rất hạnh phúc với lựa chọn đó. Và Chi là lựa chọn tốt nhất cho vai diễn này. It's not only me to choose the actress, the director Ken Ochai. I really, really wanted to work with Chibu. Thank you. Anh này kháng miệng quá đúng không? Đúng rồi. Anh dùng quá là nhiều cái vị từ cho Chibu. Mà không biết là lúc ở phim trường thì có dùng những cái từ vị từ đấy không? Em thấy là bình thường khi mà nói chuyện với em là không biết phải tin được bao nhiêu phần trăm. Tại vì lúc nào cũng dùng những mỹ từ và những cái lời khen dành cho mình. Và em cũng hiểu rằng là đấy cũng là một cách để một người nhà sản xuất gọi là khích lệ tinh thần của mình và cho mình có cái tinh thần tốt để hăng hái làm việc hơn. Lý do gì Chibu nhận lời đóng diễn viên chính, nữ chính trong cái bộ phim này? Và Bu có cảm thấy là áp lực hay không? Khi mà Kim nói chuyện với Chi về dự án Vệ sĩ Sài Gòn thì cũng có chia sẻ rất là nhiều về ekip cũng như là về kịch bản. Thì Chi cảm thấy đây là bộ phim rất là đáng để mình tham gia. Và khi mà Chi được tham gia trong một ekip khủng, phải nói là rất khủng tại vì đạo diễn là người Nhật, rồi nhà sản xuất live producer thì là người Canada, là đã từng đạt giải Oscar rồi. Và khi mà làm việc trong môi trường như vậy thì chị cảm thấy rất là thoải mái khi mà mình không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì cả, mà lúc nào tinh thần của mình cũng được củng cố và lúc nào cũng tốt để hoàn thành cái vai diễn của mình. Như vậy có nghĩa là làm việc với những ekip mà họ đã quá là chuyên nghiệp và họ đã quá là giỏi về cái chuyên môn rồi thì nó tạo cho mình một cái sự an tâm và một sự thoải mái khi mình làm phim đúng không ạ? That also one of the reason I'm make me curious that you. Một điều nữa cũng khiến tôi tò mò là anh mời đạo diễn người Nhật và một nhà sản xuất Canada cùng anh hợp tác làm bộ phim này. Chắc chắn là anh đã phải đầu tư rất nhiều đúng không? To tell you the truth, no. Nói thật là số tiền bỏ ra không lớn, bởi vì mọi người làm việc là vì bộ phim. Nhà sản xuất tới từ Canada tham gia vào dự án này. Anh ấy làm vì tình yêu với Việt Nam và tình yêu với bộ phim.
Số tiền trả cho anh ấy không thể nào so sánh được với những việc mà anh ấy đã làm. Và với đạo diễn cũng thế. Tôi tin rằng khi anh làm một bộ phim là bởi vì anh thực sự yêu thích nó. Anh ấy cũng làm rất vất vả và cũng không đòi hỏi phải trả cao hơn các đạo diễn lớn ở Việt Nam. Tất nhiên là chúng ta cũng không thể so sánh các đạo diễn với nhau, và những gì chúng tôi trả cho anh ấy là không cao. Em nghĩ là chỉ không cao so với Kim thôi, chứ còn so với những bộ phim điện ảnh ở Việt Nam thì em nghĩ số sự đầu tư của Kim dành cho phim này là rất là lớn đó. Cảm ơn chị Pu. Tôi có một băn khoăn là tại sao anh lại chọn thể loại hành động hài cho bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn. Tôi muốn làm một bộ phim có yếu tố hài trong đó khiến cho mọi người cười và cũng được thưởng thức những pha hành động mãn nhãn. Và tôi chưa thấy được sự kết hợp thành công nào trong những bộ phim ở Việt Nam. Và đó là lý do tôi mời Thái Hòa, ông vua hài, ông vua phòng vé và diễn viên rất xinh đẹp Chipu tham gia. Và khi bạn có đủ các yếu tố đó, bạn sẽ có một kịch bản tuyệt vời và từ đó bạn sẽ có một bộ phim tuyệt vời. Nhân vật này nó giống hầu hết mấy tỷ người đàn ông trên thế giới là mấy gái. Nhưng mà ví dụ như mấy người khác mê nó kèm lại thì này mê nó búng lên luôn. Hôm nay mình có sữa tươi, anh có muốn dùng thử một ly không? Trent is the one who's strict and serious. He takes the job. He's, everything is on the nose. He's very, very particular about it. Trong phim điện ảnh này thì có lẽ mọi người sẽ thấy một Chipu khác biệt một chút, rất là đằm thắm phụ nữ nữ tính. Một vệ sĩ thực thụ luôn tìm được dụng cụ phù hợp trong những lúc cần thiết. Chân của chị hả? Như B chia sẻ, đây là một vai diễn khá là đa màu sắc. Chào Henry, anh là Trinh. Tôi không cần bảo vợ. Tôi làm việc. Trong cái phim này thì em đóng vai là cô thư ký và là người có mối quan hệ rất là mật thiết với lại Kim Lý, đúng không? Secretary. Secretary. Yeah, yeah. Trong cái bộ phim này thì em được đóng với khá là nhiều trai đẹp, trừ Thái Hòa ra đi. Thì có thể thấy, trừ anh Thái Hòa thì anh Thái Hòa là ở một cái phạm trù khác rồi. Anh đẹp lạ rồi. Thế thì có Kim Lý và Bê Trần, sẽ có hai cái câu chuyện tình yêu, anh nghĩ là như vậy. Có lẽ là có tình cảm với Bê Trần hay không thì chưa thể bật mí được. Nhưng mà trong trailer thì mọi người sẽ thấy là Chipu trong vai Thi sẽ có một mối liên kết rất là chặt chẽ với Trịnh do anh Kim Lý thủ vai. Và ở trong phim này thì có lẽ là thích từ lâu lắm rồi, rất là thích rồi, rất là thích nhau rồi, muốn đến gần nhau rồi. Nhưng mà vì người anh trai là Thái Hòa luôn luôn là muốn canh chừng, không muốn cho hai người đến với nhau, nên là lúc nào cũng phải ở né một chút, giữ mình lại một chút. Và đến cuối phim thì tất cả mọi thứ bùng nổ. Những cái cảnh lãng mạn nhất mà khiến cho em nhớ trong cái bộ phim này, đó là những cảnh nào? Lãng mạn nhất nhỉ anh? Là cảnh cuối phim đó. Cuối phim là hai người nắm tay nhau đi về phía mặt trời. Cảnh cuối phim thì hai người rất gần nhau ạ. Gần như thế nào? Kim! But you know that Chipu là phụ nữ, nên bạn biết đấy, cô ấy không thể trả lời những câu hỏi này. Và tôi sẽ trả lời câu hỏi đó cho bạn. Khi bạn hóa thân vào nhân vật của mình và yêu một ai đó, khi ấy bạn sẽ có cảm xúc rất mãnh liệt. Và khi bạn làm việc với Chipu, người có cảm xúc rất mạnh mẽ, thì cũng sẽ giúp bạn bộc lộ được những tình cảm đó trên màn ảnh. Điều đó diễn ra hoàn toàn tự nhiên, rất khó để giải thích. Tôi rất là lo lắng cho Chipu vì anh có rất nhiều người hâm mộ đấy. Ôi trời ơi, Chipu còn có nhiều fan hơn cả tôi mà. Đúng rồi, trong phim anh có nhiều cảnh rất là thân mật với Chipu. Như thế thì có thể là fan của anh sẽ rất là ganh tị. Tôi không nghĩ thế đâu. Mọi người đều yêu quý Chipu mà. Tôi chắc đấy. Cái có những cái khoảnh khắc nào hài hước hoặc là vui vẻ khi mà Chipu đóng cái bộ phim này mình còn nhớ không? Trời, có lẽ Chi phải kể đến một cái trải nghiệm rất là đặc biệt của Chi trong nghiệp diễn. Tại vì Chi chưa bao giờ Chi diễn xuất mà Chi
nói tiếng Việt. Là Kim phải học thuộc từng từ tiếng Việt luôn. Và đôi khi là cái phát âm của Kim nó chưa được rõ cho lắm. Nên đôi khi em diễn cùng Kim mà Kim nói gì em cũng không hiểu luôn. Because I don't speak Vietnamese, right? Bởi vì tôi không nói tiếng Việt nên tôi phải học kịch bản rất khó khăn. Khi bạn chỉ nhìn thấy người ta nói thì bạn phải cảm nhận qua ánh mắt, cảm nhận từ tình cảm từ bên trong. So even sometimes, nhưng đôi khi tôi nói tiếng Việt khó nghe quá thì chị Pu không thể hiểu là tôi đang nói gì. Trong phim này, anh có dùng người để lồng tiếng cho anh không? Hay anh nói bằng giọng của mình? Nếu bạn nghe thì sẽ thấy tất cả thoại của tôi là do tôi nói. Và chúng tôi sẽ làm lại tiếng sao cho nó dễ nghe nhất có thể. Đó là lý do tại sao bạn nên xem bộ phim này. Bởi vì tôi nói tiếng Việt rất nhiều. Rất nhiều đấy. Điều đó có nghĩa là nếu lần sau chúng tôi mời anh đến chương trình Cà Phê Sáng, anh sẽ nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt chứ? Chắc chắn rồi. Một năm nữa chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Và tôi sẽ nói chuyện với bạn bằng tiếng Việt. Rồi để xem nhá. Này, đăng ký cho tôi bất kỳ lớp học nào nhé. Nhưng mà tới cái lúc đó thì mình phải tự nghĩ luôn cái lời thoại của bạn Nam trong đầu của mình thì nó có khó hay không? Nó cũng có một chút khó khăn cho Chi, nhưng mà sẽ chỉ những ngày đầu khi mà mình chưa quen thôi. Nhưng mà sau đó khi mà mình quen rồi và mình đọc kỹ kịch bản và cũng như là tập thật là nhiều với Kim thì mình nhìn vào ánh mắt của Kim, cử chỉ của Kim thì mình cũng hiểu được là câu thoại của Kim là gì rồi. Và càng về sau thì thấy cái khả năng nói tiếng Việt của Kim càng tốt hơn, nên là Chi cũng quen dần và cũng không còn cái nhiều cái khó khăn trong việc hợp tác với Kim nữa. Thank you, Chi Pu. Hãy nói một chút về bạn của anh đi, diễn viên Thái Hòa. Anh ấy là một diễn viên giỏi, rất có kinh nghiệm trong việc khiến cho mọi người cười. Vậy thì khi anh làm việc cùng anh ấy, anh diễn cùng anh ấy thì đó có khó khăn hay thuận lợi của anh? Bạn biết đấy, Thái Hòa là một diễn viên giải trí. Anh ấy có thể làm được rất nhiều thứ. Anh ấy không chỉ đóng hài mà cũng là một diễn viên phim bi rất giỏi. Làm việc với anh ấy rất vui vì anh ấy có nhiều năng lượng. Cả đoàn phim thì đều rất chuyên nghiệp, nhưng riêng anh ấy lúc nào cũng là người mang lại nguồn năng lượng dồi dào. Khi diễn với Chi Pu cũng thế, anh ấy luôn khiến mọi người cười. Vì bất kỳ điều gì anh nói cũng đều thành những câu chuyện hài. Có một thông tin là có một phim cũng làm về chủ đề vệ sĩ và sẽ được công chiếu cùng thời gian với các bạn. Anh có lo lắng gì về điều này và có sợ là hai bộ phim sẽ bị so sánh với nhau không? Bộ phim đó được công chiếu trước phim của chúng tôi 2 tuần. Cá nhân tôi thì tôi chúc họ thành công với bộ phim của mình. Tôi nghĩ hai bộ phim rất khác nhau. Nếu bạn xem trailer thì đó là hai bộ phim khác nhau. Chủ đề thì đều nói về vệ sĩ, nhưng câu chuyện thì hoàn toàn khác. Chúng tôi chúc bộ phim của họ thành công và cũng chúc điều tương tự với bộ phim của chúng tôi. Thế còn với Chi Pu, giả sử như mà ở ngoài đời mà gặp một người đàn ông mà có ngoại hình, có tính cách và có cái sự hài hước và quan tâm như vậy thì đó có phải là cái điều thu hút bạn hay không? Thực sự cái điều mà Chi cảm thấy thu hút nhất ở Kim là sự tinh tế. Tại vì trong một cái ekip mà lúc nào Kim cũng là người quan tâm đến tất cả các anh em trong ekip, những đàn em như quan Chi chẳng hạn. Quan tâm đều hả? Hay là với Chi Pu là quan tâm đặc biệt hơn? Quan tâm đều. À. Nhưng mà với mỗi người thì lại sẽ quan tâm theo một cái cách khác nhau. Và cái cách mà Kim nói chuyện với mọi người, Kim quan tâm mọi người và thể hiện tình cảm, sự yêu thương của Kim đến với mọi người thì rất là tinh tế. Có vẻ như hai người đang nói những lời rất tốt đẹp về nhau. Nhưng mà không biết là sau khi mà đóng máy xong thì liệu tình bạn ấy sẽ được phát triển ở mức độ nào, thì quý vị và khán giả của chúng ta cũng phải chờ đợi để theo dõi cái bộ phim này, đúng không ạ? Another last question. Câu hỏi cuối cùng dành cho anh, thế còn âm nhạc trong phim thì sao? Bởi vì âm nhạc đóng một vai trò rất quan trọng trong bất cứ bộ phim nào. Yes, we have a Japanese composer. Chúng tôi có một nhạc sĩ người Nhật Bản, một trong những nhạc sĩ hàng đầu của nước này. Anh ấy làm việc cùng với cả đội để phát triển bài hát chủ đề của bộ phim, nhạc trong phim. Âm nhạc sẽ kết nối các cảnh phim và làm cho chúng có hồn hơn. Đó là điều mà âm nhạc mang lại. Nhạc phim thực sự hay sẽ khiến cho bộ phim trở nên rất tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn Kim Lý và Chi Pu rất nhiều. Và chắc chắn là Khang cũng sẽ là một khán giả để theo dõi bộ phim này. Và chúc cho bộ phim của chúng ta thành công. Và để sẽ cháy vé, sẽ vươn đến doanh thu cả chục tỷ. Và nếu mà được là 100 tỷ để phá vỡ kỷ lục của bộ phim trước đó đã đạt được doanh thu.